thì những người mà họ không có kiến thức kinh doanh thì họ cứ nghĩ rằng là mở cửa hàng ra sẽ có khách, nhưng mà bất ngờ bạn mở cửa hàng ra thì khách không có, lai rai thôi. Nói chung là không có đủ tiền chi trả mặt bằng, đừng nói những cái chuyện khác. Sau đó bạn nghe người này khuyên, người kia khuyên, thì bắt đầu bạn như là bạn bỏ tiền bạn chạy AdWords, chạy quảng cáo á, chạy AdWords là chạy quảng cáo á, bạn bỏ tiền mà chạy quảng cáo Facebook, bỏ tiền chạy quảng cáo Google, mọi người nói là phải SEO, viết tắt của từ là Search Engine Optimization á, thì mình tối ưu từ khóa trong bài viết để nó lên nhanh lên trên ô tìm kiếm Google á, gọi là Search Engine các bạn biết không? Và thế là chạy tiền quảng cáo rồi SEO, và chừng cuối cùng khách cũng không có nhiều, và cuối cùng là bạn dập mặt. Bởi vì cái kênh SEO là không phải là kênh ngắn hạn, kênh SEO là kênh dài hạn. Bây giờ mà bạn quyết tâm bạn làm SEO thì nó mất hết khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi sau thì bắt đầu kết quả nó mới về. Dĩ nhiên phải SEO phải đúng chuẩn, nếu không đúng chuẩn thì nó cũng chưa về đâu. Đó là cái nhất. Thứ hai, chạy quảng cáo mà không đi liền với marketing thì chúng ta rất là tốn kém về tiền. Là thế là bạn như thế nào? Bạn đuối, đuối như trái chuối. Sau đó thì bạn mới đi tìm học những lớp kinh doanh, và cái duyên là thì tự nhiên là bạn gặp cái chương trình của mình, và bắt đầu từ đó mình với bạn biết nhau, quen nhau. Chủ đề hôm nay là chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh thời trang nam. Và qua cái câu chuyện chia sẻ kinh doanh thời trang nam này thì cả nhà mình, những người xem này sẽ tư duy ra trong cái việc kinh doanh của các bạn. Mỗi lĩnh vực kinh doanh thì cái nền tảng nó cũng gần giống như nhau. Cuối cùng thì các bạn cũng phải làm marketing, các bạn cũng phải bán hàng, các bạn cũng phải chất lượng sản phẩm tốt, các bạn phải lập kế hoạch, các bạn phải tài chính, các bạn phải nhân sự. Lòng vòng cái câu chuyện nó vẫn là giống nhau thôi. Chỉ có một số ít nó khác nhau bởi vì đặc trưng của lĩnh vực đó. Cái insight khách hàng nó cũng có thể là nó khác nhau một chút. Nó khác nhau ở một cách chúng ta triển khai sản phẩm, mà cái vùng miền, rồi mùa vụ khác nhau những việc đó. Hôm nay chủ đề là mình nói về cái kinh nghiệm kinh doanh thời trang nam. Cái câu chuyện này nó đến từ một người. Cái câu chuyện này nó xảy ra năm 2014. Thì bạn này sau cái thời gian đi làm văn phòng và nghe rất là nhiều người nói Kinh doanh online dễ lắm. Thì bạn có đi học kinh doanh gì đâu, bỏ tiền ra mở shop. Bạn kinh doanh quần áo cho nam, bạn định vị là nam thanh niên á, độ tuổi hai mấy đến ba mấy đó. Bạn kinh doanh áo sơ mi nè, áo thun nè, áo khoác, rồi mùa lạnh thì áo lạnh cho nam. Thì những người mà họ không có kiến thức kinh doanh thì họ cứ nghĩ rằng là mở cửa hàng ra sẽ có khách, nhưng mà bất ngờ bạn mở cửa hàng ra thì khách không có, lai rai thôi. Nói chung là không có đủ tiền chi trả mặt bằng, đừng nói những cái chuyện khác. Sau đó bạn nghe người này khuyên, người kia khuyên, thì bắt đầu bạn như là bạn bỏ tiền bạn chạy AdWords, chạy quảng cáo á, chạy AdWords là chạy quảng cáo, bạn bỏ tiền mà chạy quảng cáo Facebook, bỏ tiền chạy quảng cáo Google, mọi người nói là phải SEO, viết tắt của từ là Search Engine Optimization á, thì mình tối ưu từ khóa trong bài viết để nó lên nhanh lên trên ô tìm kiếm Google á, gọi là Search Engine các bạn biết không? Và thế là chạy tiền quảng cáo rồi SEO, và chừng cuối cùng khách cũng không có nhiều, và cuối cùng là bạn dập mặt. Bởi vì cái kênh SEO là không phải là kênh ngắn hạn, kênh SEO là kênh dài hạn. Bây giờ mà bạn quyết tâm bạn làm SEO thì nó mất hết khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi sau thì bắt đầu kết quả nó mới về. Dĩ nhiên phải SEO phải đúng chuẩn, nếu không đúng chuẩn thì nó cũng chưa về đâu. Đó là cái nhất. Cái chạy quảng cáo mà không đi liền với marketing thì chúng ta rất là tốn kém về tiền. Là thế là bạn như thế nào? Bạn đuối, đuối như trái chuối. Sau đó thì bạn mới đi tìm học những cái lớp kinh doanh. Và cái duyên là thì tự nhiên là bạn gặp cái chương trình của mình. Và bắt đầu từ đó mình với bạn biết nhau, quen nhau. Tức là bạn làm cái việc kia là gần hết một năm. Sau một năm quằn quại, sống lay lắc, tiền mỗi ngày mỗi hết đi, thì khi mà bạn tìm tới mình thì bắt đầu bạn mới học bài bản, bạn mới học cái cách bán hàng, bạn hiểu như thế nào là bán hàng, đặc biệt là bạn học vào cái lớp marketing, thì lúc này bạn mới hiểu là bạn lập tức bạn mới về, bạn mới lập một cái trang fanpage Facebook. Bạn không có chạy quảng cáo như xưa nữa, dĩ nhiên vẫn phải chạy, nhưng mà bạn lập cái trang Facebook và bắt đầu bạn chia sẻ về cái phong cách ăn mặc, chụp những cái tấm hình đẹp gu thời trang. Khách bắt đầu quan tâm nhiều, bắt đầu người trên online, trên Facebook họ quan tâm nhiều hơn, tại vì cái ngành thời trang thì nói chung là nó đẹp, quan tâm nhiều hơn. Sau đó bắt đầu bạn tạo ra những cái video, thời đó nó chưa có Facebook hết bây giờ, nhưng mà video mà post lên thì nó vẫn rất là ok. Video về hài, video về chuyện trai gái nam nữ,
yêu đương, video về triết lý sống, video về vợ chồng, thì bắt đầu mấy cái đó bắt đầu nó lan tỏa ra, thì bắt đầu cái bay của bạn á, nhiều người biết. Vậy là vừa rồi bạn đang làm cái công việc gì? Marketing. Ok, bắt đầu như thế nào? 90% là bạn chia sẻ hài nè, vui nè, giá trị nè, phong cách sống nè, ăn mặc thời trang nè. Ok, 20% bạn mới, 10% bạn mới dành bạn chia sẻ chính thức về cái quảng cáo thời trang của các bạn, thì lập tức khách về inbox lần đều. Sau đó cộng thêm cái quảng cáo nữa, hợp với quảng cáo nữa, cùng với quảng cáo nữa, thì bắt đầu là khách về rất là đông. Thì bạn làm được thành phố Hồ Chí Minh xong, bắt đầu bạn work ra Hà Nội luôn. Hà Nội thì nhiên ship từ thành phố Hồ Chí Minh ra thôi, không có mở cửa hàng. Khách ra thành phố Hồ Chí Minh thì đơn giản hơn. Thành phố Hồ Chí Minh thì công bằng, nó chỉ có cái hai mùa thôi, mùa nắng và mùa mưa thôi. Nên ở thành phố Hồ Chí Minh thì bán được có hai loại áo là chủ yếu, đó là áo thun và áo sơ mi. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì để có các cái chương trình, bạn làm cái chương trình ưu đãi thì nó như thế nào, chương trình khuyến mãi thì mua áo thun được tặng áo mưa, rồi áo sơ mi thì được tặng áo chống nắng. Thì tự nhiên khách ầm, lúc này cái chi phí quảng cáo nó rất là không có cần nhiều, khách ầm, khách rất là nhiều. Cho tới năm 2017 là khách bạn rất là nhiều. Rồi ở ngoài Hà Nội thì nó lại phong phú hơn. Mùa nắng thì không nói rồi, nhưng mà sang mùa lạnh, Hà Nội thì lạnh, nó không phải như Sài Gòn. Sài Gòn thì kiếm cái lạnh nó rất là hiếm. Thì họ như thế nào? Họ mua áo lạnh nè, họ mua áo len nè, rồi họ mua gì? Áo sơ mi, nhưng mà họ mua áo sơ mi dài tay. Ngoài Hà Nội bạn làm hai nơi. Vậy là về cái góc độ marketing rồi, bây giờ bắt đầu là phải biết áp dụng công nghệ. Bây giờ trên web bạn thì bạn không tập trung SEO như xưa nữa, tập trung những cái bài viết rất là chi tiết, phân tích từng sản phẩm một để cho nó rất là ngọt. Sau đó bắt đầu bạn mới cài đặt cái hệ thống tin nhắn tự động á, người ta gọi là live và chat á, các bạn hình dung chưa? Các bạn tới vào cái web á, bây giờ các bạn tới vào bất kỳ các bạn vào cái web nào, nó cũng có cái hệ thống tin nhắn tự động á. Trong hệ thống tin nhắn tự động á thì nó như thế nào? Bạn cài cái nhận dạng để hỏi bạn là khách thành phố Hồ Chí Minh hay bạn là khách Hà Nội. Khách vô, khách nói là thành phố Hồ Chí Minh, thì bắt đầu bạn mới cài chatbot. Hoặc là bạn cài ở trên Facebook thì bạn cài chatbot, còn ở trên kia thì bạn cài cái tin nhắn tự động. Nếu khách nói Hà Nội thì tự nhiên cái hệ thống tin nhắn tự động nó sẽ có gì, nó sẽ có cái trả lời. Thì bạn sẽ có một cái chương trình upsell, nó hoàn toàn nó chạy tự động luôn. Hôm nay shop của em giảm giá 30% trong cái ngày duy nhất này thôi, hoặc là hôm nay shop của em tặng cho anh chị mua hai cái áo len thì tặng một cái áo sơ mi. Nếu mà khách họ nói ở Sài Gòn thì hôm nay shop của em nếu anh chị mua hai cái áo sơ mi thì sẽ tặng một cái áo gì, một cái áo thun. Thì các bạn biết gì không, cái những cái chiến lược bạn bung ra thì cái doanh số bạn nó tăng lên, cái đơn hàng bạn lên rất là nhiều, nó đưa lên rất là nhiều, nó roll up lên rất là nhiều, nó phát triển rất là nhiều. Các bạn biết là có tháng 700 triệu, có tháng 900 triệu, cao điểm là có tháng nó nhảy lên tới cả tỷ. Các bạn biết bán hàng quần áo mà nó lên cả tỷ bạc một tháng là các bạn biết nó kinh khủng cỡ nào không? Bạn vừa kết hợp công nghệ, vừa kết hợp marketing, vừa biết cách dùng chatbot, vừa biết cách dùng gì, mà dùng chiến lược khuyến mãi, vừa biết cách dùng combo. Nếu mà khách ở Sài Gòn thì bạn như thế nào? Sài Gòn nếu mà mùa mưa thì bạn lại như thế nào? Mua hai áo thun thì sẽ được gì? Sẽ được tặng một cái áo đi mưa. Nếu mà mùa nắng thì mua hai cái áo sơ mi thì sẽ được tặng một cái áo chống nắng. Đó là khách mua lần đầu. Khách mua lần hai thì bắt đầu bạn mới lên cái hạt gì? Upsell. Thì khách upsell là bằng cách gì? Khách nào đã mua rồi thì bạn luôn luôn có data gì? Khách nào đã mua thì chắc chắn là chúng ta luôn luôn có data rất là kỹ. Data thứ nhất là gì? Họ tên. Data thứ hai là gì? Email. Thứ ba là gì? Số điện thoại. Thứ tư là cái khu vực họ ở. Và thứ năm là họ mua những cái mặt hàng gì? Họ mua ngày tháng năm nào? Thì hơn ai hết á, thì mình phải biết được dòng đời khách hàng của mình. Lĩnh vực của bạn này á, thì thời trang nam á, thì trung bình là khoảng 3 tháng sau thì mình liên hệ với khách hàng để mình upsell lên thì tốt. Thì lúc này thì bạn cũng chưa sử dụng phần mềm, thì mình hướng dẫn bạn sử dụng Google Sheet, Google Trang Tính á, xuất ra các cái trường dữ liệu giống như vừa rồi mình nói á. Dùng cái từ Google Sheet rồi bắt đầu là bạn ở trên Facebook á, thì các bạn dùng hashtag và dùng các cái thẻ ở trong chatbot. Các bạn cũng dùng được các cái thẻ để gắn cho khách hàng biết là khách hàng là Sài Gòn hay Hà Nội, hay là khách hàng cũ hay khách hàng mới. Mình gắn những cái thẻ
mà khoảng 3 tháng vậy thì bạn chủ động bạn liên hệ với khách hàng để có chiến lược upsell, là bằng cách gửi cho khách hàng voucher tri ân họ, bởi vì họ là người khách hàng cũ. Và dĩ nhiên cái voucher sẽ có giá trị trong vòng gì nửa tháng hay một tháng gì đó thôi, khách bắt đầu chuyển đổi mua lại lần 2, lần 3, các bạn hình dung chưa? Vậy thì lúc đó bắt đầu bạn xây dựng thêm kênh YouTube nữa, chạy quảng cáo các kênh, làm marketing rất là đều. Tuy nhiên có hai kênh chính, đó là kênh web khi khách hàng tương tác vào, tại vì web nó có cái hệ thống theo dõi, cái hệ thống mà tương tác với khách hàng đó chính là live chat. Cái thứ hai đó là trỏ khách hàng, các cái sự kiện chạy quảng cáo trỏ về gì, Facebook fanpage, và kết nối với khách hàng trên Facebook fanpage, đó chính là cái hệ thống chatbot. Song song đó cùng với cái hệ thống Google Sheet để chúng ta kết hợp với gì, cái email, gửi email để chăm sóc khách hàng để chúng ta upsell, chúng ta kết hợp SMS để chúng ta gửi khách hàng để chúng ta upsell. Và cái gì, khung thời gian của khách hàng nam á, họ hay online á, cái khung thời gian thứ nhất á, họ hay vào Facebook, họ hay vào mạng đó, họ online á, thường thường họ vào Facebook là thường thường là khoảng 6 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng, 6 giờ sáng cho tới 7 giờ rưỡi sáng là giờ thứ nhất là họ hay vào, họ hay xem. Sau cái giờ đó là họ bận làm, có thể là họ lưu lại những cái thông tin cho tới 11 giờ rưỡi trưa, cho tới 12 giờ rưỡi, cho tới 1 giờ trưa là cái khung đó người ta lại vào lại một lần nữa, thì có thể là người ta chốt hàng buổi sáng là người ta xem cái thông tin, cái giờ đó là giờ người ta nghỉ trưa. Cái buổi chiều là cái giờ gì, bắt đầu khoảng từ 18 giờ cho tới 7 rưỡi là cái giờ mà người ta cũng hay vào, nhưng mà cái giờ này thì vào là đông hơn những cái giờ hành chánh kia, nhưng mà không phải là quá đông. Và cái buổi tối, ok, buổi tối bắt đầu từ 10 giờ cho tới gì 12 giờ thì rất là đông, thậm chí khách vào xem chốt sale, thậm chí nữ cũng vào xem chốt sale luôn vào cái giờ đó. Vậy thì chính vì chúng ta biết những cái khung giờ đó, ok, thì chúng ta phải cho nhân viên gì, nhân viên trực tới đêm luôn, tới khuya luôn, chia ra ca để mà làm. Của mình là nó tập trung vào những khung giờ đó mà. Còn những cái giờ hành chánh kia thì chúng ta lo đơn hàng, lo cái chuyện ship, lo bao bì đóng gói, lo nhập hàng. Còn những cái giờ đó là khách nhiều nhất. Sau này đó thì kết hợp chatbot. Có những khách họ đặt 2-3 giờ sáng thì như thế nào, thì để chatbot nó trả lời. Sáng hôm sau thì chúng ta tiếp cận, chúng ta làm tiếp. Thì khi mà bạn đo đếm kỹ á, thì buổi tối mà có mà người trực á, là giúp cho doanh thu tăng lên tới 30%, dư sức trả lương, dư sức cover các cái chi phí văn phòng đi, còn những cái giờ khác là chúng ta lãi không. Và sau này khi mà hệ thống nó ngọt, mọi thứ nó ngọt rồi thì bạn như thế nào, bạn bây giờ thì bạn dùng luôn cả cái phần mềm CRM rồi, có được phần mềm CRM thì quá ngọt rồi. Vậy thì cái trụ cột bây giờ mình rút lại nè, vậy thì cái trụ cột nó là gì? Thứ nhất là mình phải chọn ra được một cái sản phẩm cụ thể để mà làm. Như bạn này là bạn chọn cái gì, cái sản phẩm xoay quanh nam, trang cho nam, độ tuổi là từ gì, từ 22 cho tới 37 tuổi, giới văn phòng. Bạn chọn hai thị trường chính là thị trường Hà Nội và thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì hai thị trường này là thị trường lớn. Các tỉnh thì nó không nhiều, nó lặt vặt, nên tập trung. Bạn có sai lầm lúc đầu là gì, là ra là mở cửa hàng liền, là chạy quảng cáo liền, thì hơn một năm trời thì bạn chập mặt. Sau đó bạn mới đến gặp những cái chương trình của mình, bạn mới học, thì bạn bắt đầu bạn mới vỡ ra một cái thế giới kinh doanh, là chúng ta đi từng bước bài bản. Sau đó bạn mới về, bạn mới biết gì, thứ nhất bạn xây dựng được cái quy trình marketing đó. Các bạn thấy như lúc đầu mình nói đó, đó là quy trình marketing. Do bạn tham gia những cái chương trình sale nên bạn biết xây dựng cái kịch bản sale, kịch bản bán hàng, nên bạn mới như thế nào, lúc này bạn mới định vị hai cái kênh chính, đó là kênh web và kênh gì, kênh Facebook, kết hợp với chatbot, kết hợp với live chat, kết hợp với email marketing, kết hợp với SMS, ok, tất cả cột vào đó. Dĩ nhiên sau này bạn vẫn dùng quảng cáo, nhưng mà quảng cáo ở đây là quảng cáo marketing và remarketing để chăm sóc lại những cái người khách hàng cũ đó. Và bạn cứ kết hợp với Google Sheet, Google Drive, hiểu được insight khách hàng miền Nam mùa mưa cần gì, mùa nắng cần gì, hiểu được insight khách hàng miền Bắc mùa lạnh cần những cái gì, để chúng ta có cái chiến lược upsell cho phù hợp. Và dĩ nhiên sau này bạn nâng cấp sản phẩm. Dĩ nhiên là bây giờ bạn có luôn cả shop ở Hà Nội rồi, nó rất là ổn định rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thông qua cái câu chuyện vừa rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ có được những cái kinh nghiệm. Bạn nào mà đã ra làm kinh doanh và áp dụng công nghệ thì vừa rồi các bạn sẽ hiểu ra được cái cách làm hơn. Bạn nào chưa thì bạn biết ra được để sau này bạn mày mò nó sâu hơn. Nếu chúng ta kinh doanh và buôn bán cái sản phẩm không thực sự đạt chất lượng, không có gì khác biệt
so với đối thủ cạnh tranh, thì cách chúng ta kinh doanh, cái cách chúng ta buôn bán nó như thế nào? Gần như 90% những người ra làm kinh doanh là gặp, chúng ta đang buôn bán một cái sản phẩm mà không thực sự có cái gì khác biệt và đặc biệt hết. Thì cái cách làm sao để chúng ta kinh doanh và mua bán, ok chưa? Trong những năm tháng qua mình gặp số bạn ra kinh doanh, ví dụ là bạn thích kinh doanh mỹ phẩm thì bạn ra bạn bán mỹ phẩm, bạn thích kinh doanh trang thiết bị văn phòng và hàng loạt những cái sản phẩm nó như vậy, bạn muốn kinh doanh đồ nội thất đồ ví dụ vậy, hoặc là bạn làm cái ngành xây dựng, cái sản phẩm nó là gần như nhau, nó như thế nào, nó không có cái sự khác biệt gì so với đối thủ cạnh tranh. Thì cái câu hỏi đây là cách chúng ta bán như thế nào. Vậy thì khi mà chúng ta đối diện những sản phẩm nó không khác biệt, sản phẩm khác biệt thì dễ, vậy thì chúng ta cái giải pháp của chúng ta nó là như thế nào?